Một thời gian anh nhớ là đó lương 12 đồng mà xăng là 10 đồng, anh có 2 đồng uống nước mía. Em nghe anh kể đó thì em mới thấy là rõ ràng là anh Quý trong cái giai đoạn đó là anh Quý anh có cái chất riêng, đồng thời là cái duyên dáng, thật sự cái duyên dáng với cái may mắn anh. Nhưng mà em bất ngờ ở chỗ nha, anh nói một chi tiết, anh xuất thân từ một cái công nhân ở bến xe, là bến xe miền Tây mình phải không, xe cảng miền Tây phải không? Mà lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? 28-30. Mình làm công nhân ở đó là mình làm cụ thể công việc gì? Đâu có văn nghệ thôi. Thì dẫn ban cái băng là xí nghiệp, là đứng ngoài cổng ký tên cho xe đi ra vô, lên điếm khách cầu đó không có nạn mà chợ đen á. Dạ. Hay là kiểm soát, anh ở trong đội văn công văn nghệ, ngoài giờ rảnh thì tập tuồng. Dạ. Trong lúc mà ngồi anh quý anh rần rần đó thì có một ánh mắt nhìn ảnh rất là triều mến và rất là ngưỡng mộ luôn. Thôi em chị cũng xin làm cái bóng thôi. Dạ. Em cũng muốn biết là chị Diệu gặp anh Quý là cách đây bao nhiêu lâu ạ? À? Chính xác là khoảng 13 năm. Đầu tiên á là biết ảnh á, là thần tượng ảnh là qua những cái vai diễn hài. Yeah. Mình đi coi, lúc đó mình coi kịch, mấy kịch sân khấu á, thì lên coi ảnh diễn cái vở là bác sĩ. Lúc đó hay có cái máy quay nhỏ á, đem theo nhà đi coi, đem theo quay về đặng coi, đặng nhớ mấy cái lời của ảnh thoại trong đó đó mà cười á, cười dữ lắm. Lần đó là tình cờ đi tiệc thì gặp ảnh cũng trong cái buổi tiệc đó. Thì mình thần tượng quá, mình nói mình giống xin chữ ký, xin chụp hình vậy á. Rồi từ đó anh cũng xin số điện thoại, rồi bắt đầu anh em như hay thường liên lạc với nhau. Kiếm chuyện á. Anh đi diễn ở đâu anh cũng alo, tối nay anh diễn ở đó đi coi nha, hay gì vậy đó. Khán giả hay mộ mà. Rồi cái bắt đầu cũng thả thính từ từ, nhưng mà cũng mất thời gian cũng 3 năm. Thì lúc đó mới chính thức gọi là yêu ổng. Yêu ổng. Vậy ổng là 13 năm, cộng 3 năm, tìm hiểu là 16 năm. Vậy đây là người đàn ông có chiến lược nha. Ta tính chân á. Rất là có chiến lược. Anh quyến dữ lắm. Mưa dầm thấm đất á. Đầu đó anh cũng không phải là người nghệ sĩ giàu có gì, nhưng mà khán giả ái mộ cũng hơi nhiều. Yeah. Nhiều khán giả nữa. Nhưng mà sau cùng gặp bà này lại thương bà luôn. Thì ai cũng biết ảnh là nghệ sĩ đào hoa mà. Thì ai cũng nói trời ơi sao mà chị cầm cương ảnh hay quá vậy. Có nói trời ơi chị đâu có biết cầm cương đâu, tự ảnh dừng cương thôi chứ mình đâu có cầm được. Thôi bây giờ như thế này mình hãy chia phe ra đó, để em được dịp trò chuyện với lại cái người mà cầm cái cương rất giỏi. Mình xin bí quyết. Em với Lan đi nha, anh đi với Thuận lên đây rồi chút xíu nè, nhớ dọn cô ba nha. Nhỏ em biết hả? Ừ. Chà. Nó nhỏ mà ấm áp lắm cưng. Đây nè. Cái này là để quá trời quá đất luôn. Đây là cao dữ không? Không bao nhiêu em. Không, không có tóc dễ lắm, đậu sao cũng được. Bây giờ là tặng cái cà vạt cho kỷ niệm rồi. Quá đã. Lựa đi, thích cái nào lấy cái đó. Em màu xanh. Đó, xanh đó. Này luôn anh. Tặng luôn. Anh tặng em được không? Hàng độc đó. Đây nè, cái bộ này mới độc nè. Đây là bộ đồ ông đĩa nào. Để lên em. Để lên. Anh dắt em đi đâu vậy? Trời ơi, tôi biết không, hôm nay đó là mình phải tranh thủ. Mình phải đi thật nhanh. Anh sẽ dẫn em tới nhà của một nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hết hồn luôn. Cốc. Nhưng mà nhà ai? Nhà chú nào? Bây giờ nè nghe, anh hỏi Lan nè. Dạ. Trước giờ là em có thần tượng một danh hài nào chưa? Dạ có, em rất là thích nhiều nghệ sĩ hài lắm. Tại vì em rất là thích sự vui vẻ đó. Ví dụ như là chú Duy Phương. Chú Duy Phương nè. Rồi cao hơn, cao hơn xíu nữa. Trời ơi, cô má giàu. Cô không giàu, đó đó. Rồi trạc má giàu. Rồi chú Phú Quý nè. Cái má anh rung rinh luôn á. Đó. Đây nè, thường em chơi game show đó. Ví dụ như mà em mà đón trật đó thì em sẽ nghe cái tiếng tèo. Còn khi đón trúng tèo. Như vậy hôm nay là mình tới nhà của chú Phú Quý. Đi. Đi đâu vậy? Thì đi qua nhà chú Phú Quý. Biết nhà chú Quý không? Không. Mà làm gì mà chị nhanh như vậy? Trời ơi, kêu em đi mà anh cứ đứng tại chỗ là sao kỳ vậy? Tại tới rồi đi gì nữa. Tới rồi. Đâu? Đó. Nè. Vậy là nhà này đúng rồi, đi vô lẹ. Vô lẹ mà ghê vậy đó. Cửa mở. Ô dạ. Chào chị. Dạ. Chào hai em. Chào. Dễ thương của chương trình. Dạ. Cửa thăm nhà. Dạ. Ngọc Lan Quốc Thuận. Dạ. Giờ tới thăm anh Quý Phú Quý phải không? Dạ, đúng rồi. Vô nhà đi để chị đi kêu ảnh. Ủa sao phải kêu? Ảnh đi tập gym ở gần đây nè. Trời ơi, bây giờ anh để Quốc Thuận với Ngọc Lan đi đến để mà gặp chú Quý để cho ổng bất ngờ. Dạ. Vậy hả? Bây giờ vậy ha. Thuận đi thẳng đây, cái Thuận ngó bên tay trái có phòng tập gym. Dạ. Rồi dạ. Là thấy ổng liền. Ok. Wow, chắc là đây rồi. Nè. Kìa, anh ấy kìa.
Trời ơi, chú Phú Quý. Trời, chú ơi, lâu quá rồi con mới gặp chú. Ngọc Lan này phải không? Dạ. Thuận hả con? Không, không, không em. Thôi quên. Sao em? Chú. Không được. Sao vậy? Muốn ai mà gọi nghệ sĩ bằng chú. Ủa, gì, gì, dù chứ? Ở tuổi nào cũng phải gọi một cách rất thân thiện đó. Mà nhất là đồng nghiệp. Bây giờ vậy chỉ yêu cầu hai bạn à, chúng ta gọi nhau thâm tình là anh Quý. Trời ơi. Ok chưa? Không, cái này là được sự cho phép của chú. Được cái gì? À, được sự cho phép của anh chú Quý. À, ông quên, anh Phú Quý. Đừng thì... gọi anh bằng chú. Bên này mới gọi bằng anh. Chú ơi, chú, ông quên lộn, anh Quý ơi. Ơi. Hồi nãy giờ anh Quý tập được bao nhiêu lâu rồi? Ồ, hình như là gần tiếng hồ. Trung bình là phải sao 1 tiếng rưỡi. Bởi vì 30 phút này, 30 phút đạp và 30 phút kéo. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi về nhà, hai anh em mình phải tận mắt chứng kiến coi anh Phú Quý. Kéo một cái đi. À, ở cái tuổi này, đúng là cái tuổi mà nghỉ ngơi. À. Cái luyện tập này nó tạo cho tôi năng lượng nhiều để tôi làm nghề tiếp tục phục vụ khán giả. Dạ. Thôi bây giờ vừa kéo vừa hát coi. Nếu chiều nay không có em, mai sẽ đưa em về. Trời sắp đổ cơn mưa. Hát hết bài luôn nha. Sao nha. Em còn đứng đó? Sao đứng một mình? Có phải em giận anh? Có phải em giận? Ôi sao gõ nhịp kì vậy? Hát hết bài đi. Sao gõ nhịp kì không vậy? Em muốn hát gõ gì em gõ kìa. Có phải Lan giận anh? Có phải Lan giận anh? Thôi nó giận thôi gì được rồi. Được rồi. Chứ không kéo là mấy trăm cái nữa. Không, giờ không có thời gian. Dạ. Yeah. Về nhà uống trà. Ok. À, tâm sự. Tâm sự. Thằng Út nó anh sao anh? Anh có chuyện gì không anh? Em lên đây với ai vậy? Em lên với chị Ngọt. Hả? Trời ơi, ở dương lộ bắt chè mà lên đây chi vậy trời? Mập. Dạ. Bộ mắt ông lé hả? Dạ, đâu có. Có tại sao miệng nói bên này mà con mắt nó liếc bên đây? Của chùa hả? Tôi trừ lương mấy ông hết. Xin mời bà con, cô bác, già trẻ lớn bé mua bánh giùm tôi. Một cái hả? À, một cái hả? Gì hên lắm đó. Ở đây còn hai cái. Một cái bán cho nị. Còn một cái hả? Dạ. Lụm luôn. Bà nhớ là bữa đó lỡ là tôi thắp nhang rồi tôi cầu nguyện rồi tôi cúng 50 ngàn nha. Đặt tiền quẻ 50 ngàn á. Làm gì 50 ngàn bên lớn lắm vậy? Tôi nói thiệt với anh bề trên, anh không có làm cái chuyện gì mà bề trên không biết hết á. Em tới đây ngày hôm nay trước tiên là nhìn thấy anh Quý lúc nào cũng tươi cười vui vẻ và thậm chí có một cái sức khỏe như thế này thì hai anh em con rất là mừng, và sau đó là cũng muốn biết là cái cuộc sống hiện tại của anh Quý như thế nào và cái quá trình hoạt động nghệ thuật của anh Quý thì phải nói là nó quá nhiều thành tích và nó cái bề dày với hoạt động sự nghiệp nghệ thuật là anh Quý quá dày, cho nên là anh em cũng muốn là nhân cơ hội này cũng muốn nghe anh tâm sự về nghề. Đầu tiên khi được biết hai em đến gặp nhà anh để anh em mình có một buổi nói chuyện trên sóng truyền hình trong chương trình này hiện nay rất là hot, anh Quý rất mừng. Cái thứ hai đó là nếu nói về nghề đó thì thật ra đó, đến năm nay là gần nửa thế kỷ. Dạ. Yeah. Tại vì khi anh đi bắt đầu đi hát á, đi biết ca giọng cổ trước cái thời cải lương hồi đó mua vé phải xếp hàng rồi phải nào những cái vở diễn của anh như Nàng Si Đa, Tình Yêu Bình Đáp, Hòn Đảo Thần Vị Nữ, những cái vở anh thành công ở nhà cải lương Trần Hữu Trang thì một thời đã qua, sau đó thì mới đi ra ngoài diễn tấu hài. Lý do các nghệ sĩ không còn chỗ diễn nữa. Dạ. Các sân khấu cải lương xuống màn xuống đèn thì lúc đó anh mới diễn hài, thì trong đó anh Bảo Quốc, nhóm Duy Phương, nhóm Phú Quý, ba nhóm hồi đó sân khấu ít hài lắm, chỉ có những anh đặt số bật lên là ba nhóm. Và cái lương thì cái thế hệ của anh thì xin lỗi, anh đứng chung sân khấu với nghệ sĩ Giang Úc Trô, ông Hoàng Giang, rồi sau đó lại tới Thanh Sa. Những người mà anh yêu quý nhất là cố đạo diễn tài ba Đoàn Bá, người đã cho anh cái vai bằng vàng trong cái tên Thằng Ăn Trộm trong cái Nàng Xê Ra. Thần là kẻ và cái tên thiếu tướng làm trọng mẫn trong Tình Yêu Lời Đáp, nó hai cái vở đó trong một sân khấu nhà hát lương Trần Hữu Trang lúc đó đó, đêm làm ăn trộm,
đêm sau lên tướng, bữa sau xuống ăn trộm lại. Cứ thế chạy đi chạy lại 3-4 năm mà khán giả vỗ tay liên tục, đưa trúng cái chỗ tâm lý khán giả, người ta thích người ta vỗ tay. Đã quá. Anh còn nhớ cái câu đó không? Anh còn nhớ như giọng bây giờ không bằng ngày xưa. Không sao hết trơn á. Bệ hạ ấy thần là kẻ bất lương thì làm sao có thể dũng ngô giết chết một đấng quân vương đang trị vì tâm o. Thần chỉ xin bệ hạ xuống lệnh chém đầu kẻ u mê hờn ghẻ vô cớ, giết vợ với con mà lòng chẳng thương tình. Hay quá. Hồi nhỏ đó, lúc đó là em còn ở dưới quê á, em còn ở núi Sập, là em coi trên tivi á, tivi trắng đen luôn, là em đã coi cái vở nàng Seda rồi. Và em cũng đã biết anh Phú Quý từ cái thời lúc đó là em mới học lớp 5, lớp 6 rồi. Là năm 1986-87 á. Lúc đó làm công nhân, là anh làm công nhân xa khả miền Tây. Sau đó anh mới vô nàng, vô Trần Hữu Trang. Chứ lúc đó là ở ngoài nó có phong trào văn nghệ quần chúng. Cái tự nhiên Quý đi thi, Quý đậu. Quý đậu tất cả 5-6 huy chương vàng, mà thời đó là huy chương vàng sân khấu công chuyên, không chuyên. Thì lúc đó Quý diễn cái hài đó lên TV, chị Kim Cương thấy. Chị Kim Cương lúc đó chỉ là kỳ nữ Kim Cương trong vợ dưới hai màu áo. Trời ơi, thằng này nó có duyên quá. Sau đó đứng một mình nó diễn cua màu đó, sân TV là trắng đen nữa. Cho một người ra sân cãi, người ta kiếp Phú Quý về đóng. Thì đó đó, đưa kịch bản dài, chị nói chú Nhật sao diễn, anh trả kịch bản. Anh nói chị ơi, em không có dám. Nè Quý, đây là cơ hội bằng vàng. Nếu em không nhận thì chị mời người khác. Nhưng em nhớ nghe, đây là dịp mai của em. Dạ thôi chị, em xin lỗi chị, em không dám. Anh Quý mới gửi là chị, anh Quý đạp xe. Ngồi đó nghèo lắm, đạp anh nhớ cái ngay ngã bãi Lèo Phong á. Nói, trời đất ơi, đây là cơ hội mà sao mình bỏ. Anh đạp xe được tôi lại, gõ cửa. Chị ơi, em nhận. Phải vậy mới được chứ. Thì sau đó, một thời gian, anh nhớ là đó lương 12 đồng. Mà xăng là 10 đồng, anh có 2 đồng uống nước mía. Em nghe anh kể đó thì mới thấy là rõ ràng là anh Quý trong cái giai đoạn đó là anh Quý anh có cái chất riêng. Đồng thời là cái duyên dáng, thật sự cái duyên dáng. Với cái may mắn anh. Nhưng mà em bất ngờ ở chỗ nha. Anh nói một chi tiết, anh xuất thân từ một cái công nhân. Công nhân? Công nhân ở bến xe. Là bến xe miền Tây mình phải không? Xa cảng miền Tây phải không? Mà lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? 28-30 à. Mình làm công nhân ở đó là mình làm cụ thể công việc gì á? Đội văn nghệ thôi. Thì dẫn ban cái băng là xí nghiệp, là đứng ngoài cổng ký tên cho xe đi ra vô, lên điếm khách cầu đó có cái nạn mà chợ đen á. Dạ. Hay là kiểm soát. Anh ở trong đội văn công, văn nghệ, ngoài giờ rảnh thì tập tuồng. Dạ. Trong lúc mà ngồi anh Quý anh rần rần đó thì có một ánh mắt nhìn ảnh rất là triều mến và rất là ngưỡng mộ luôn. Thì thôi em chị cũng xin làm cái bóng thôi. Dạ. Em cũng muốn biết là chị Diệu gặp anh Quý là cách đây bao nhiêu lâu ạ? Nếu chính xác là khoảng 13 năm. Đầu tiên á là biết ảnh á, là thần tượng ảnh là qua những cái vai diễn hài. Yeah. Mình đi coi lúc đó mình coi kịch, mấy kịch sân khấu á, thì lên coi ảnh diễn cái vở là bác sĩ. Bác sĩ? Lúc đó hay có cái máy quay nhỏ á, đem theo nhà đi coi, đem theo quay về đặng coi, đặng nhớ mấy cái lời của ảnh thoại trong đó đó mà cười á, cười dữ lắm. Lần đó là tình cờ đi tiệc thì gặp ảnh cũng trong cái buổi tiệc đó. Thì mình thần tượng quá, mình nói mình giống xin chữ ký, xin chụp hình vậy á. Rồi từ đó anh cũng xin số điện thoại, rồi bắt đầu anh em cũng như hay thường liên lạc với nhau. Kiếm chuyện á. Anh đi diễn ở đâu anh cũng alo, tối nay anh diễn ở đó đi coi nha, hay gì vậy đó. Khán giả hay mộ mà. Rồi cái bắt đầu cũng thả thính từ từ, nhưng mà cũng mất thời gian cũng 3 năm. Thì lúc đó mới chính thức gọi là yêu ổng. Yêu ổng. Về ổng là 13 năm, cộng 3 năm, tìm hiểu là 16 năm. Vậy đây là người đàn ông có chiến lược nha. Đó, ta tính chân á. Rất là có chiến lược. Anh quyến dữ lắm. Mưa dầm thấm đất á. Đầu đó anh cũng không phải là người nghệ sĩ giàu có gì, nhưng mà khán giả ái mộ cũng hơi nhiều. Yeah. Nhiều khán giả nữa. Nhưng mà sau cùng gặp bà này lại thương bà luôn. Thì ai cũng biết ảnh là nghệ sĩ đào hoa mà. Thì ai cũng nói trời ơi sao mà chị cầm cương ảnh hay quá vậy. Có nói trời chị đâu có biết cầm cương đâu, tự ảnh dừng cương thôi chứ mình đâu có cầm được. Thôi bây giờ như thế này à, mình hãy chia phe ra đó. Để em được dịp trò chuyện với lại cái người mà cầm cái cương rất giỏi. Mình xin bí quyết. Em với Lan đi nha. Anh đi với Thuận lên đây rồi. Chút xíu nè, nhớ dọn cô ba nha. Nhớ em biết hả?
Chà. Nó nhỏ mà ấm áp lắm cưng. Đây nè. Mấy cái này là để quá trời quá đất luôn. Thôi, cao dữ không? Không bao nhiêu em. Hả? Không không có tóc dễ lắm, đậu sao cũng được. Bây giờ là tặng cái cà vạt cho kỷ niệm rồi. Quá đã. Lựa đi, thích cái nào lấy cái đó. Em màu xanh. Đó, xanh đó. Này không anh? Tặng luôn. Anh tặng em được không? Hàng độc đó. Này nè, cái bộ này mới độc nè. Đây là bộ đồ ổn đĩa nè, ổn đĩa đó, đúng không? Bộ đồ này là gắn liền cái này nữa nè, đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Má dữ luôn. Đó. Cha, cái này là chắc là chuẩn bị anh quay mấy cái tiết mục mừng xuân phải không? Đó, cái này nè. Tại vì anh là Phú Quý. Dạ. Cho nên những cái chương trình mở màn năm mới thật cần cái tên Phú Quý. Đúng rồi. Tân niên, tân phúc, tân Phú Quý, tân tài, tân lộc, tân bình an. Đó. Mừng xuân hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa, Phú Quý lai. Quốc thuận là quốc thái dân an. Quốc thái dân an. Hòa thuận, thuận hảo, vui vẻ. Không có gây lộn, không có gây lộn. Mà nếu như đã có quốc thuận thì phải có Phú Quý. Trời, đương nhiên thôi mà qua đây ngồi đi. Mệt quá. Có cái cà vạt nó nhiều quá. Bây giờ thì mình sẽ trò chuyện với nhau được ở nhiều góc độ hơn. Và thật sự là em cũng rất là bất ngờ khi mà em không nghĩ là cái người đồng hành cùng với lại anh Quý bao nhiêu năm nay lại là một người rất là trẻ. Chị cách anh Quý bao nhiêu tuổi ta? 22. 22 năm là cả một cái thế hệ. Cho nên là chuyện mà cách biệt về thế hệ như vậy á, nó có khó khăn cho cuộc sống của anh chị không? Mới đầu thì không thấy khó khăn gì đó Lan. Thứ nhất là tự vì ảnh là nghệ sĩ. Dạ. Và nghệ sĩ hài nữa. Thành ra tâm hồn của ổng trẻ trung lắm, ổng vui lắm. Thí dụ như lúc trước chị thích đi nhảy đầm đi, ổng cũng đi nhảy với mình, đi hát với nhau, ổng cũng đi hát, coi như là thấy trẻ trung. Nhưng mà nói gì thì nói thì nó cũng sẽ có những cái tư duy cũng như là những cái nhận định về một vài vấn đề nào đó thì nó cũng sẽ có cái sự chênh lệch, nó sẽ có cái sự khác giống nhau. Như ra ngoài xã hội thì với bạn bè, với khán giả thì ảnh là một người rất là vui tính, hài hước, nhưng về nhà thì là khó tính của một người lớn tuổi. Đó là cái mẹ muốn hỏi nha. Đó, nói chung là kỹ tính, giống như em nói cái hai cái tuổi nó chênh lệch nhiều đó. Nhưng đôi khi mình còn trẻ, những cái lời nói hay những cái cử chỉ khi mình giỡn với bạn bè đó thì anh hơi bắt lỗi mình đó, thì mình vẫn muốn nói em thấy bình thường mà, chắc tự anh lớn tuổi cái suy nghĩ của anh khác thôi chứ đâu có gì đâu, cũng hơi khắc khẩu á. Nhưng mà rồi thôi thì cũng tự biết, tự xin lỗi rồi tự năn nỉ. Mà tính chị thì ai năn nỉ thì thôi chị bỏ qua hết. 3 năm để mà tìm hiểu nhau. Và sau đó thì mới là chính thức cùng nhau đi chung một chặng đường. Thì khi mà chị quyết định chị đi cùng với lại anh Quý á, thì vì lý do gì? Vì chị quá thần tượng ảnh, hay là vì trong 3 năm đó thì anh Quý làm cho chị sao động và thực sự là chị yêu cái con người này chứ không phải là yêu nghệ sĩ hài Phú Quý? Làm như là ta nói là phải có duyên có nợ đó. Là cái duyên là chị gặp được ảnh. Dạ. Thứ nhất là mình thần tượng ổng là nghệ sĩ trước cái đi. Dạ. Nhưng trong cái quá trình mà 3 năm tìm hiểu á thì mình thấy ảnh đối xử mình tốt, coi như cũng lãng mạn. Mình thì cũng thích lãng mạn sao? Cũng như đang chở đi vậy đó, mưa ầm ầm vậy đó. Ngừng xe lại đúng anh, làm với anh, chờ anh chút xíu. Rồi chạy vô mua bó hoa ra tặng. Trời ơi, nói trời ông này cũng lãng mạn dữ ha. Đó rồi cái tới ngày sinh nhật cũng nhớ tặng quà. Hoặc là mỗi lần chị giận á, mua hoa cái đề anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa. Để cho nó, anh đi mua, anh kêu tao đề chữ anh không mắc cỡ hả? Ông nói đâu có gì đâu mắc cỡ. Đó, cái tánh ảnh vậy đó, thành ra từ từ á, lay chuyển được. Mới đầu chị, nói chung chị cũng sợ nghệ sĩ. Nghệ sĩ hay đào hoa mà chị cũng nghe tiếng tâm nhiều. Thì chị cũng nghĩ thôi em, anh mới đầu chứ muốn nghĩ như là anh em thôi. Nhưng mà từ từ giống như chị nói em á, là mưa dầm thấm đất á. Từ từ anh lay chuyển được, cũng như là mình có cảm nhận được là mình yêu ông thiệt chứ không phải yêu một cái người nghệ sĩ Phú Quý. Tiếp xúc với nhau mỗi ngày cái tình cảm nó nặng hơn, nó lớn dần hơn. Rồi mình quyết định đi chung hồi nào mình không hay. Trời ơi, cái gì á? Ủa hồ dế luôn. Thành tích của anh hả? Cái bàn này là để nhớ lại hồi tưởng những ký ức của mình. Em nói thật nha, nếu mà bây giờ để ngồi đây để trò chuyện về nghề và thậm chí là những cái thành tựu của anh, vai diễn của anh thì chắc lẽ nói một tháng không hết đâu. Tại vì cái bề dày thành tích của anh nó nhiều quá luôn á. Nhưng mà cái mà em rất muốn hỏi anh đó chính là hiện tại em bước vô nhà anh, em vẫn thấy hình như cái nhà này nó hơi thiếu một cái gì đó. Đúng rồi. Bây giờ anh biết là câu hỏi của Thuận và anh muốn sống như thế nào. Dạ. Mỗi một con người đều có số phận.
Đây nè, hôm rồi tôi có làm cái chương trình mà tôi có một người họa sĩ tặng tôi một cái con vịt. Trong này ông ta nhìn tôi và ông tự viết cái câu này. Mà kính thưa quý vị, đây là một cái câu tâm đắc nhất. Đây em được đọc. Người khóc ngất, đời chưa hẳn khổ. Đúng. Tôi miệng cười, lệ đẫm trong tim. Tôi miệng cười nhưng lệ đẫm trong tim. Anh làm cho cô bác cười, khán giả cười cả đời, nhưng nước mắt anh vẫn thầm thầm chảy xuống. Còn cái người mà khóc nhiều chưa hẳn họ khổ, nhưng cái người làm họ cười nhiều thì lại nước mắt nhiều. Anh nói thật với tôi là anh có những đau buồn quá nhiều lắm. Yeah. Hôm nay tâm sự với em thôi, nhưng mà trước khán giả anh không được quyền khóc. À, hàng triệu triệu khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ anh, họ đều thấy những nụ cười của anh và luôn luôn nhìn thấy một Phú Quý lúc nào cũng mang một cái không khí rần rần ở trên sân khấu. Đúng lúc rồi. Nào cũng mang là tiếng cười. Nhưng mấy ai được thấy anh Phú Quý khóc, đúng không? Hiện tại là anh Quý có bao nhiêu người con? Tất cả là nếu tính ra sòng phẳng là anh ba trai hai gái. Yeah. Và hiện tại là các con của anh đó là sống như thế nào và có thường xuyên tới đây để mà chăm sóc cho anh không? Có. Các con anh thì bây giờ cũng có hai thằng con trai lớn nó đang sống với anh. Nhưng mà nó đi làm suốt ngày, chưa có đứa nào có gia đình hết. Anh còn một thằng con trai anh yêu nhất là con trai Út, nó sinh năm 2000. Thì năm nay nó vừa đúng 20 tuổi. Nhưng mà bây giờ thì là em này ở đâu? Thằng bé này hiện giờ nó đang ở Texas. Nó học đại học rồi, nó đang ở Mỹ. Nó tự lực cánh sinh, nó đi bên đó từ nhiều năm nay rồi. Và cha con thỉnh thoảng điện thoại thăm. Nhưng mà khi nói tới con anh thì anh rất xốn xang. Vì biết sao nó không muốn chết. Thôi anh, không có sức nữa. Không nhắc tới nữa. Không, bình tĩnh đi nha. Tại giờ sức khỏe nha. Thôi Lưu ý à. Tại sao anh xúc động? Trong đời anh nó có hai cái quan niệm. Một cái quan niệm sống là quan niệm sống chết. Sống chết đam mê với nghề nghiệp. Trong đời tôi nếu cần, một là tôi hy sinh cho người sinh ra tôi, hai là tôi hy sinh cho người tôi sinh ra. Những đứa con bây giờ nó bao nhiêu tuổi không biết, nhưng tôi vẫn yêu con tôi như chính yêu hơn bản thân tôi. Nhưng mẹ thì đã không còn. Nhưng mà phải nói thật là tôi yêu mẹ vô cùng. Nhưng hình như cuộc đời anh có số phận dành cho những người mà nổi tiếng, những người danh vọng lớn nhất thì lúc nào cũng có cái cô đơn kèm theo. Bây giờ nè, anh Phú Quý ở thời điểm hiện tại nè, với lại cái lúc hai người mới vừa về chung sống với nhau và so với lại cái lúc hai người mới tìm hiểu nhau thì nó khác nhau như thế nào? Mới tìm hiểu nhau thì ga lăng, lãng mạn. Rồi về ở chung mấy năm đầu thì vẫn còn duy trì cái đó. Nhưng mà thời điểm gần sau này nói chung là nó bớt đi dần. Là thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là sức khỏe, từ ảnh cũng có ảnh bị đặt sen đó. Lan rồi nói chung uống thuốc nhiều. Chị nghĩ đôi khi mình uống thuốc nhiều á, người mình cũng nóng. Nói chung là cũng không có khác gì nhiều, cũng như mình chấp nhận được. Rất là cảm ơn chị. Và bây giờ thì em nghĩ chắc là hai chị em mình chuẩn bị cơm đi, để cho hai ông nó xuống ăn cơm. Anh Quý có thích ăn cơm gia đình không? Thích chứ. Bữa cơm gia đình là quan trọng với Quý, để ngồi tâm sự với nhau. Bao lâu rồi anh không ăn cơm với các con của anh? Cái việc ăn cơm với các con á, thì các con anh nó trưởng thành. Nó có vợ, có chồng, có con, có cái. Nó có công việc riêng tư. Có những đứa con nó đi từ sáng tới nửa đêm mới về. Thì giờ nào để ăn? Còn con gái thì nó mở quán xa ngoài đường nó sống với con nó bên đó. Ở đâu anh? Ở bên quận 7. Anh có thèm một cái bữa cơm mà? Rất thèm em, rất mong muốn chứ. Nhưng mà riết rồi nó thật em nó cũng quen. Nếu như cho anh một cái ước mong, một cái ước mong cho những cái ngày sắp tới với các thành viên trong gia đình, thì anh ước mong đó là điều gì? Nó là một cái điều ước mong nhưng mà do cũng khó lắm. Nhiều khi anh bảo con ơi ngồi ăn cơm với ba một miếng, nó không có ăn rồi. Rồi nó bỏ ra nó đi rồi chạy theo năng lý. Nó có cái đó nữa. Rồi nhiều khi cái mình đó, trời ơi mình cũng đang muốn con ngồi với mình hỏi thăm công việc làm ăn. Bây giờ sao, đứa nào 40 tuổi, ba mấy 40 ở trường rồi. Đâu còn 7-8 tuổi đâu mà mình ôm trong lòng nữa. Cuộc sống thế thì bây giờ lâu lắm mới có được bữa đoàn tụ. Thì phải là có cái tiệc giống như dỗ má anh sắp tới nè. Thì đủ mặt á, đầy đủ luôn. Rồi Tết giao thừa đó, có đó. Thì năm được vài bữa
Hồi nãy anh có nói chi tiết. Đối với anh bây giờ thì Diệu rất là quan trọng. Không phải là cứ là nghĩa vợ tình chồng là trên hết, mà ở cái từng tuổi này là mình cần là cái gì? Cần có người bên cạnh. Anh nói nha, ngay cả những quy chương già, ngay chuyện những vở diễn, bà đứng bà nhắc vợ cho anh, bà ghi cho anh, bà chạy hồ sơ, bà làm đủ thứ để cho anh được cái ngày hôm nay. Thì cái đó là gì? Cái công lao bà lớn chứ. Hả? Rồi vượt sông vượt suối có mặt hết. Những lúc bệnh đặc biệt, sức khỏe ốm đau, vô bệnh viện nằm trong mấy đêm liền, lo gì? Lo từng miếng cháo, lo từng viên thuốc. Hôm nay nhân cái cơ hội này và có chương trình đến đây thì em rất muốn anh Quý một chút nữa trong cái lúc ăn cơm á, bằng lời nói hay bằng cử chỉ hay bằng một cái hành động nào đó mà anh có thể bày tỏ một cái tình cảm, hoặc là như là một cái, như anh nói là anh biết ơn chị, thì bày tỏ một cái sự gọi là trân trọng trên sóng truyền hình được không? Cái ý của Thuần á là sao ý anh. Tại vì khi hôm nay anh em mình gặp nhau đây á thì anh đã có cái ý đó. Bí mật đi vậy ha. Bây giờ tới giờ chưa mình đi. Tới giờ đi rồi chứ. Nha. Trời ơi, cá hú kho mà còn có tấp mỡ nữa nè trời. Ngon lắm nè Lan. Chắc chết quá. Nữa là ăn cơm á. Để cho thằng Hồ nó rút nước xuống không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Này canh chua hả? Chị, anh Quý thích ăn món gì nhất? Đây, món ruột, canh chua, đầu cá. Thường thì mình nấu ăn cho mấy người mà lớn lớn tuổi á, cách biệt tuổi tác quá nhiều, mình cũng cực không? Không có cực gì, tại vì chị với ảnh về ẩm thực á, hai người hợp nhau lắm. Vậy hả? Rồi bây giờ thế này, đây là bữa cơm gia đình. Thật sự là gia đình, chính tay bà nấu. Thôi ăn đi. Chú ăn đi, trời ơi. Em muốn chết. Lan, đi gắp cho Lan nè. Đi gọi Lan cho em tôi chút. Đây là bà nè. Giờ là ai nói gì nói đi nha, mình ăn nha. Hỏi thiệt nha. Anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn lắm. Nãy hai chị em là có ngồi trò chuyện với nhau rồi. Và đây là người đàn ông cực kỳ lãng mạn và chiêu trò. Ví dụ? Đang đi trời mưa tấp vô mua bó hoa ra tặng cho em. Lãng mạn không? Đang cua nhau đó. Ghê không? Nhưng mà là cái câu chuyện là cách đây bao lâu à? Rồi. Ví dụ như lúc cua không nói, bây giờ đang hỏi hiện tại nè. Anh nhớ khoan đi nói này nha. Nhắc cái đó anh nhớ nè. Mới quen giữa đường mà lái xe mưa tầm tã, nhìn cái xốp có một cái bông, cái xốp đó mà chuẩn bị đóng á, anh phóng xuống bả không biết anh làm gì, vừa mua bó hoa tặng bả. Trời đất ơi, anh làm ướt mặt cái ngoài mua hoa tặng bả. Em muốn hỏi anh nè, lý do gì tại sao lúc đó anh lại quyết định đi vô mua hoa mà anh không đi vô mua áo mưa? Trả lời liền. Chúng tôi đang đi xe ô tô. Chúng tôi đang đi xe ô tô. Wow, em tưởng đến thời đó là còn thời đó khổ lắm vì đi xe máy. Chúng tôi đi ô tô bắt mới mua áo mưa. Em bảo mưa vô ô tô. Trong ký ức của em nhớ là nghệ sĩ ngày xưa là thật sự ra là ngày xưa xe hơi rất là ít luôn. Đâu có xưa lắm đâu, 10 năm anh trước. Quý với chị Diệu là quen nhau mới mười mấy năm. Em hỏi chị Diệu nè, thì mỗi lần mà hai người mà có như là có xích mích, có gây gỗ nhau á thì ổng là kèo trên hay kèo dưới? Không có phân biệt được kèo trên kèo dưới, mà tự vì chị đâu gây lại, chị im lặng không à. Anh nói gì cứ để anh nói, chị im lặng thì không có gây nhau được. Mà sau đó ai là người làm quà? Anh. Cái người phụ nữ này hay lắm anh ơi. Đó là biết cái cách cầm cương một cách nhẹ nhàng nhất, và không có phải là trói buộc anh Quý đâu. Mà là thả ra, chính cái thả ra mới là cái giật về. Anh có cái câu giọng cổ nha. Hỡi cái đàn nam tử tu mi, bởi các bà trượng phu từ các thanh niên râu chiêu, các cụ già lão như, hãy siết chặt tay nhau, cùng đau lưng cùng đau mặt, quyết cùng nhau chiều vợ cho vui cửa vui nhà. Yeah. Thôi phải ca đó, mình phải chịu, không sao hết trơn, đâu có lỗ lã gì. Hai anh chị gần như là đến cái giai đoạn này là hai người cần phải có nhau. Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải tạm dừng tất cả, và ai rồi cũng sẽ đến lúc mình ở đâu thì mình về chỗ đó. Chính anh đã tự sắp xếp cho anh rồi. Khi sinh ra thì trong lòng mẹ, nhưng mà khi đi về á thì phải về trong lòng mẹ, không có đi đâu khỏi chỗ đó. Anh đã chọn cho anh một cái chỗ nằm đàng hoàng, lịch sự, an toàn mà bà biết đã lo rồi. Không thiệt là em đừng nhìn anh như thế, sự thật anh đã lo hết rồi. Nhưng mà ai cũng không tránh khỏi điều đó. Đúng. Ok, ngày hôm nay chúng ta nói với nhau, nó phải nói cho hết. Anh có tâm sự thêm với Ngọc Lan, với Thuận nha. Luôn cả bà nó cũng nghĩ anh nói nè. Trong một cuộc sống, cái quy luật tất yếu của cuộc đời nó không bao giờ ta tránh khỏi. Nó đến rồi nó đi. Nhưng mà sự chia tay nào lại không đau xót.
Nhưng mà nói thế này, cái khoảng cách không gian, cái khoảng cách thời gian không ngán bằng khoảng cách của chúng ta. Và bây giờ anh cảm giác là bây giờ nếu nói về nghề đó thì hình như là cái sự nghiệp của anh đã đến đỉnh được. Khi mà người nghệ sĩ như anh đã có được cái đỉnh cao của nó rồi thì luôn luôn nó kèm theo sự cô độc. Và cuối cùng đi xuống đó cũng một mình. Thôi thì bây giờ cứ chắp tay cầu nguyện, làm sao anh còn bao nhiêu năng lượng cống hiến cho đời, cho khán giả và trước nhất cho lòng đam mê của mình. Người nghệ sĩ mình sống không có nhớ tuổi, quên nó đi. Nhớ buồn lắm Lan ơi. Cái điều đó là em thấy ở anh đó, anh, đó. Anh rất là trẻ trung, đầy năng lượng. Nãy Ngọc Lan mới nhắc rồi. Nhắc gì? Anh hiểu rồi. Nhưng người ta thông minh. Chờ chút. Không nói hết, chờ chút. Đi đâu vậy? Tôi dành cho mọi người sự ngạc nhiên. Cái điều mà Lan điều thuận muốn biết là anh Quý sẽ làm chuyện gì sau bữa cơm này, hoặc bữa cơm dở dang. Chờ chút. Đúng rồi. Xin lỗi bà xã. Chờ chút. Đừng nói cho ai biết, chỉ bà đứa biết thôi. Chính là hiện tại thì cái tình hình sức khỏe của anh Quý thì em biết là anh cũng đang đặt cái stent ở trong lồng ngực. Dạo gần đây thì ảnh đi khám này nọ rồi thì kết quả nó ra sao chị? Đều tốt hết, em cũng như đặt hơn một năm rồi. Mỗi tháng thì đều đi tái khám và lấy thuốc định kỳ đó. Thành ra sức khỏe của ảnh ổn định, bác sĩ nó không có sao đó, tốt. Đời là ba ngày sau, biết tìm vui chỗ nào. Ôi, ta yêu nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu. Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu. Cho đời bớt thấy quan hiu khi đêm dài buông xuống tịch liêu. Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui trong tàn, ta yêu nhau đi thôi. Trời, cho tình sao? Có vỡ thành đôi. Em hả? Em hả? Lãng mạn quá. Ok, tặng vỡ yêu. Trời, anh yêu em mãi mãi mọi okay. Người ơi. Nói anh này lãng mạn đây là 10 năm mà mới được nhận lãng mạn lần nữa nha. Lâu rồi không tặng quà cho bà. Lâu rồi. Nhưng bữa nay mới ý nghĩa. Cảm ơn em. Thương anh nhiều. Cảm ơn Hùng Miên. Hùng Miên nào? Hùng Miên đâu? Chơi mà chơi mắt đi. Thuận. Người không nhìn thấy gì đâu. Đúng, tôi ở đây không nhìn thấy. Ở đây chỉ có giờ hết sức là yêu thương bà xã. Tại vì thế này nè, qua câu chuyện của hai nghệ sĩ đàn em mà chúng ta đã có một cái bộc bạch, một cái bày tỏ, một cái phơi bày tất cả cái quẩn khúc về cuộc sống tình cảm của anh với chị Diệu đây. Thì những thứ đó nó sẽ là một cái dấu ấn rất quan trọng, một kỷ niệm khó phai, đó là một dấu ấn không quên đó trong cái ngày hôm nay. Cảm ơn Thuận, cảm ơn Lan, hai nghệ sĩ trẻ trung mà rất dày dạn kinh nghiệm đã cho anh có thêm một số kiến thức về tình yêu. Khớp cái nè, khớp cái đi, khớp vô một cái, 1, 2, 3 nè. Thật là ý nghĩa. Okay. Em cũng xin cảm ơn anh Quý, xin cảm ơn chị Diệu và cảm ơn cuộc đời đã cho một nghệ sĩ phú quý đã đến để mà cống hiến và mang niềm vui đến cho tất cả khán giả. Thuận ơi, em cho anh những lời ngọt ngào nhất. Anh Quý cũng hết sức cầu chúc cho em Thuận Lan luôn luôn đầy đủ năng lượng, nghề nghiệp mỗi ngày một tiến triển mạnh mẽ, tên tuổi lan tỏa trong lòng triệu khán giả của chúng ta. An lành và thịnh vượng, có thịnh vượng có an lành thì chúng ta sẽ tiếp tục cái nghề được. Nghe Lan ơi, hạnh phúc nghe cưng. Em vuốt gì đó cưng. Lòng lấy lòng. Lấy quý đó em. Phú quý đó. Ngày Tết với anh lì xì bảo đảm. Rất là cảm ơn anh chị đã nhận lời tham gia vào chương trình. Và em xin được mượn lời nói của anh lúc nãy mà có một cái câu em rất là thích để thay cho lời kết. Đó là thưa quý vị, nghệ sĩ của chúng tôi còn bao nhiêu thời gian thì chúng tôi sẽ cống hiến hết cho đời, cống hiến hết cho khán giả. Cho nên mong rằng là khán giả yêu thương, khán giả đón nhận. Và khán giả cũng đừng bao giờ quên khung giờ phát sóng của chương trình Gõ Cửa Tâm Nhạc.